Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. 74 năm qua, các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam không ngừng kế tục và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh. Đó là truyền thống yêu nước gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, trung với đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc.